trời sinh ra là một chú gấu bông cute phô mai que, mà dòng đời đưa đầy đủ đường cho biến thành người sẽ là loại trải nghiệm gì? Hãy cùng tiếp tục theo dõi hành trình tìm ra bí mật đằng sau nguyên nhân mình bị biến thành người của chú gấu đậu phụ ngay nhé. Vì ăn bát cháo thiêu nên cậu bé Song bị Tào Tháo rượt lên rượt xuống mười mấy cái ruộng. Lúc Gen nhận lấy tín hiệu từ vũ trụ chạy đến nơi thì cậu ta đã nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Anh vội vội vàng vàng đưa cậu đến viện nhờ mẹ đánh xe đi, cất quay lại đã thấy bố đứng trong phòng bệnh. Thằng con đã dối thì chớ, bố mẹ anh còn nhảy vào chọc làm Gen ngượng hết chỗ nói. Cũng may Song chỉ bị tiêu chảy nhè nhẹ, lỗ đít nở hoa có chút, mang tiếng tới trăm người ốm mà Gen cứ cắm đầu vào điện thoại, tự dưng quay ra va phải sự nghiêm túc của Song. Đã thế cậu ta còn tỏ tình một cách dứt khoát, làm Gen bị dối vì già đầu rồi mà vẫn bị cậu nhóc mười mấy tuổi hấp hồn làm nũng. Trong lúc đó ở nhà, đậu phụ đang ngồi suy nghĩ về nước Mỹ ngâm cứu tìm cách giúp Nát có thể viết được cảnh lãng mạn cho anh đạo diễn. Nát lại đi ra trong bộ dạng trần như mộng, anh bất quá quen với việc cơ thể được đậu phụ chiêm ngưỡng nên chán chẳng buồn che nữa. Mặc đồ xong, hai anh dắt nhau ra ban công ngồi, nghe đậu phụ nói muốn giúp mình thoát khỏi quá khứ, lại cộng thêm việc Gen gợi ý tìm người mới để quên người cũ, Nát bắt đầu cân đo đong đếm rồi đồng ý hẹn hò. Bước đầu tiên là phải xách mông ra ngoài, vừa hay có chợ đêm nên Nát đưa đậu phụ đi thẩm vài vòng. Hai anh chơi hết tất cả các trò từ vớt cá cho tới phi bóng bay, rồi thì ném vòng và ăn cả kẹo bông. Đậu phụ rút ngay con điện thoại ra làm vài nháy đăng Facebook, Nát cũng lén chụp một tấm cho riêng mình. Khổ nỗi sự ngây thơ của đậu phụ làm Nát khóc thét. Thanh niên bị bà chị bán rượu ba kích lừa là nước ép trái cây lên men đem một ly qua cho Nát uống chơi. Không những thế, cậu còn thử hết tất tần tật từng loại nên mặt mới ngáo ngơ như con gà mái hoa mơ. Nát vội vàng quay xe đưa người yêu mới về nhưng nó lạ lắm, được nửa đường đậu phụ nhảy tọt xuống xe còn thả cho Nát nguyên một rổ thính. Chỗ con nhà người ta đang lãng mạn mà trời lại đổ mưa, lỡ ướt rồi nên đậu phụ rủ Nát tắm nước không tốn tiền mua. Cậu còn ôm lấy anh, eo ôi ta nói ngọt lắm nha ông già. Quẩy muốn sập cái công viên, hai anh mới lóc cóc dắt nhau về tắm rửa. Đậu phụ nhẹ nhàng lấy khăn lau khô tóc giúp Nát. Người ta nói đã yêu rồi thì mùi giấm cũng đầm thắm hương hoa, nhưng mà hai anh mới yêu được 5 tiếng nên Nát chưa thể chấp nhận mùi hôi nách của đậu phụ vì cậu chưa tắm. Thế là anh nhắc nhẹ đậu phụ nên đi độ body nâng cao mùi thơm. Làm việc xong, Nát đem qua cho đậu phụ ly sữa. Ai ngờ thằng nhỏ lên cơn sốt người nóng như hòn than. Anh vội lau người rồi thay đồ cho cậu khiến bao con dân bỏng hết mắt. Anh dọn đồ sang, vừa chăm đậu phụ vừa làm việc. Lạ thay văn nó cứ phải gọi là tuôn trào dồi dào ồ ạt như nước sông Hồng. Sáng hôm sau, Gen lại tới viện từ sớm để đón tiểu bệnh nhân về nhà. Mới đầu không thấy sang đâu còn tưởng trốn rồi té ra cậu đi vệ sinh. Cảm thấy ông chú của mình đã bật đèn xanh, Sang rất duyên nhào đến ôm ấp các thứ đè hẳn nhau lên giường. Đúng lúc bố mẹ Gen đi vào trông thấy làm hai đứa nhỏ mắt chữ O mồm chữ A. Hai ông bà biết thừa thằng con mình phái cậu nhóc này nên cả hai lên thuyền đẩy nhiệt tình. Chị mẹ còn lấy chuyện ban nãy ra trêu khiến Gen ngại đỏ hết cả mặt, vội kéo Sang đi trước. Quay về chỗ đôi bạn trẻ, mặt trời đã lên thiên đỉnh rồi, hai anh vẫn nằm phè phỡn trên giường. Thật ra không phải vì tự nhiên mà hai anh trần như nhộng thế đâu. Tại đêm qua đậu phụ bị sốt lạnh nên Nát mới cởi áo dùng sự ấm áp của mình cấp nhiệt cho cậu. Anh em đừng có mà hiểu lầm. Đậu phụ chợt nhớ ra chị mẹ nên chạy ảo xuống nhà lấy nước ép táo để bà ăn sáng. Thế mà làm Nát tưởng mẹ bị sao vội đi theo, làm người ta hú hồn hú vía. Ở một diễn biến khác, bố Sang vẫn đang miệt mài điều tra vụ tấn công của Tan. Ông và đồng nghiệp tìm được một vài bằng chứng nghi ngờ cô Gian đã làm. Bởi vì Tan là người điều khiển nhóm biểu tình với công ty, mà giữa họ còn có mâu thuẫn vì giành đất. Trong lúc đó, chú Sa En vô tình trông thấy bà vợ mình gặp một người đàn ông ngoài quán cà phê, nên xách mông qua hóng hớt. Cô Gian có tật hơi giật mình lảng qua chuyện khác, cãi nhau với chồng để không bị nghi ngờ, rồi quay ngoắt người rời đi. Cô quay về nhà cũ trông thấy cảnh mẹ Nát nhào ra đường, may được đậu phụ kéo lại, nếu không bà đã nằm im dưới con xe. Cô Gian mặt cau có xuống xe túm lấy bà lay thật mạnh, mồm còn nói bà đến bao giờ mới hết nhìn nhầm chồng người khác thành chồng mình. Đậu phụ liền dìu bà đi vào trong nhà. Dạo gần đây vì uống nước ép táo có pha thuốc nên chuyện cũ cũng dần nhớ lại được đôi chút. Cũng may có đậu phụ ở bên cạnh tâm sự tuổi hồng với bà. Tạt sang chỗ Nát, anh vừa được chú đạo diễn khen vì kịch bản siêu hoàn hảo, xứng đáng 10 điểm. Đột nhiên thấy nhớ đậu phụ nên anh lôi điện thoại ra soi Facebook, rồi miễn cưỡng chấp nhận lời mời kết bạn. Đậu phụ ở nhà nghiền bột thấy có thông báo mà mừng rớt nước mắt, cứ 2 tiếng vào soi Facebook anh một lần. Nhớ lại Nát hay ngắm bức ảnh chụp tập thể với câu lạc bộ, đậu phụ gọi Song tới nhà để hỏi xem cậu có biết ai là người đặc biệt với Nát không, mà có vẻ như cũng chẳng ăn thua. Song nhanh nhảu chọc đậu phụ vài câu, tay chân còn sờ mó cái mặt. Lúc này Nát về nhìn thấy người thì cứ như bị hoạn thư nhập nổi đóa lên, hơi Ghen nhiều chút. Nghe Song rủ đậu phụ qua nhà chơi game, Nát liền rủ cậu đi xem phim với anh. Đương nhiên 36 kế, đậu phụ vẫn thích nhất là kế bên anh. Chỗ người ta đang tình cảm sâu ngập chân răng thì tự dưng chú đạo diễn từ đâu chui ra chen vào ngồi giữa hai người, làm chia cắt đôi chim non. Trong lúc chờ Nát đi vệ sinh, một anh chàng bị u mê vẻ đẹp trai của đậu phụ nên xin chụp cùng cậu tấm ảnh.
Nát quay lại nhìn thấy thế liền đổi giao diện cao có gọi đậu phụ đi về, mặt khó đăm đăm lạnh lùng boy cho đậu phụ ăn bơ toàn tập. Thanh niên vẫn chưa hiểu gì cả lẽo đẽo bám theo đuôi dỗ ngọt anh, nói nhiều mất giá trị, thanh niên dứt khoát không một động tác thử khóa mỏ Nát lại, bằng một nụ hôn siêu bá cháy bọ chết. Đậu phụ chỉ thốt lên một câu môi anh mềm như thạch, chẳng hiểu sao lại làm tâm trạng Nát quay ngoắt 180 độ chuyển sang nghi ngờ đậu phụ là do ai đó sai tới phá mình. Anh kéo đậu phụ đến đồn cảnh sát mặc kệ chị mẹ có ngăn cản như thế nào, đậu phụ nhất quyết không xuống xe nhưng bị anh túm như túm cổ gà, đến cả dép cũng tuột mất một chân. Đến anh cảnh sát cũng bị hai người làm, cho lú hết não váng cả đầu vì hai câu trả lời cứ như không, Nát chỉ có thể bất lực toàn tập không tố giác nữa mà quay xe về nhà. Đậu phụ không biết phải giải thích như nào nên đã kể cho anh nghe chuyện biến thành người của mình. Nát cứ nghĩ cậu nói dối, anh táng đậu phụ ngã sấp mặt, quay người lên xe bỏ cậu lại không thèm dừng, mặc cho đậu phụ chạy đuổi theo. Hóa ra câu nói môi mềm như thạch mà đậu phụ nói trước đó giống hệt như lần người đặc biệt nói với Nát, mà người đó lại chính là anh chàng Tan. Nát một mình đứng giữa công viên chết nhiều chút trong tim, ngồi khóc thét, còn đậu phụ cứ ngồi im một chỗ chờ anh quay lại. Ông dép trái nhắc nhẹ đậu phụ cái đấy chỉ có trong phim Hàn thôi vậy, nên cậu phải đứng dậy đi tìm chân dép phải. Đậu phụ lóc cóc đứng dậy đi tìm chân dép, may mắn gặp được Gen nên theo anh về cho ngủ ké một đêm. Anh bố của Gen biết đậu phụ chưa ăn gì, nên đã nấu cho cậu bát cháo xương rồng hầm rau củ Thụy Điển. Ông cũng kể cho cậu nghe về người bố siêu nghiêm khắc của Nát, khi ông còn sống vẫn luôn muốn Nát nhập ngũ vì cậu là con nhà lính, có lẽ cũng vì lý do đó nên Nát ít khi kể về ông. Sáng hôm sau, Nát tình cờ tìm thấy chiếc khăn của con gấu bông trong ngăn kéo, anh bắt đầu niềm tin lung lay hơi có suy nghĩ lời đậu phụ nói là sự thật. Anh kể cho Gen chuyện này để tham khảo ý kiến người thân, Nát cho rằng đậu phụ có liên quan đến Tan, Gen nghe xong mà tức ngang vì cái suy nghĩ quá là phi lý của Nát. Đã tức thì chớ, vào đến trong phòng còn nhận được tin nhắn của Song, cậu ta đang đưa đậu phụ về nhà vì đậu phụ muốn quay lại chăm sóc cho chị mẹ. Lúc cậu về tới đã thấy bà tìm được tấm ảnh chụp ba chết cha thằng ở giữa, cũng nhớ ra được một chút về chú Meun, đậu phụ sợ bà nghĩ lung tung nên đã làm một chuyến công tác tư tưởng an ủi bà. Sau đó cậu còn giúp dọn dẹp phòng Nát, tới khúc dọn đống sách thì Nát về tới, thấy cậu cầm cuốn mà Tan tặng, Nát nổi cáo lên, anh lấy chiếc khăn quàng cổ ra, rồi túm lấy đậu phụ muốn hỏi cho ra ngô ra khoai vì cho rằng là Tan đưa đậu phụ tới phá đám mình. Đến đậu phụ còn chẳng hiểu Nát nói gì, cậu chỉ muốn được ở lại chăm sóc anh và mẹ, nhưng nếu Nát đã như thế thì cậu chọn cách rời đi. Mẹ vội đuổi theo giữ đậu phụ lại, xong thì sẵn sàng cho đậu phụ ở kế nhà mình vì dù sao bố anh cũng bận ít khi về. Nói rồi cậu cùng đậu phụ về, chợt nhớ ra còn chân dép phải chưa tìm thấy, thanh niên nhờ Song đưa mình đi tìm. Hai cậu trai lục tung cái bãi đỗ xe, ở đồn cảnh sát hết 7749 vòng mãi mới thấy nó ở miệng của một anh cẩu. Đậu phụ vội vàng đuổi theo để lấy lại chân dép nhưng biến cố nó ập vào người, lỡ tay túm trúng bộ xà lòn thôi mà bị coi là biến thái lôi thẳng vào đồn. Bà tám gian đi qua thấy biến chạy vào hóng, còn không quên mang tin về kể cho Nát, Ghen phải nói lòi bản họng, Nát mới chịu đến đồn bảo lãnh cho đậu phụ. Nhưng đã chậm một bước vì đậu phụ đã được bố Song giải cứu và đưa về nhà. Ông còn xuống bếp nấu một bữa thật ngon, sau đó cậu cùng Song lên lầu. Vì phòng hơi chật nên Song để cậu ngủ ở phòng anh trai. Nhìn ảnh của Nưng, càng nhìn đậu phụ càng thấy khó hiểu vì sao mình lại giống Nưng đến từng lỗ chân lông. Đến khuya, bố Song thấy có người đứng trước cửa thập thập thò thò nên vác hàng nóng xuống xem. Té ra là bóng dáng ai đó nhẹ nhàng lướt qua nơi đây. Song chạy ra mở cửa cho Nát, rồi lên gọi đậu phụ xuống, hồi sáng. Thì mạnh dạn đuổi người ta mà xa nhau một ngày đã chạy sang xin đón người về. Anh đã suy nghĩ thông não rồi, mặc dù hiện tại Nát chưa quên được người cũ nhưng dù sao anh ta cũng là quá khứ, còn đậu phụ mới là thứ anh cần. May cho anh đậu phụ là người dễ tính không dễ giận, nên còn hơi kiên nhẫn được anh dỗ là, quên luôn mình chịu khổ như nào, ngoan ngoãn theo anh về nhà. Chẳng là hồi sáng đậu phụ có để lại một bức tâm thư rất mất muốn, được cùng anh tạo ra bộ phim cuộc đời siêu tình cảm. Nát cũng định là bắt tay vào việc làm luôn mà đậu phụ phán câu lạnh tanh, không có tâm trạng làm Nát bị tụt hứng giận dỗi bỏ về phòng. Một ngày nữa lại tới, chị mẹ xuống nhà thấy đậu phụ dưới bếp bà vui lắm, nghe Nát nói hai đứa cũng đã hết giận nhau, niềm vui lại nhân đôi. Đậu phụ đuổi theo đưa cho anh hộp cơm rồi chào tạm biệt, Nát tay cầm hộp cơm mặt tươi như hoa đi làm, cô nàng Pip nhìn anh là đủ hiểu mình đã quay vào ô mất lượt. Ghen sách mõm qua hóng hớt vài câu, mà bị Nát trêu ngược lại chuyện giữa mình với Song rồi bấm nút té đi làm cho lành. Pip chết nhiều chút trong tim gọi đậu phụ ra ngoài tám chuyện. Trong lúc đó ở nhà, cô Gian đang lên đồ chuẩn bị chờ chồng vì chú Sa En nói hôm nay sẽ về nhà. Nhưng không phải về để ăn kỷ niệm ngày cưới mà, là để nói xanh chín một trận chuyện cô thuê người theo dõi mình. Hai người đấu võ một trận hoành tá chàng chửi từ Cà Mau ngược lên Hà Giang. Tóm tắt lại thì là, cô Gian sợ chồng mình sẽ lén gặp mẹ Nát vì bà ấy là người duy nhất ông yêu. Còn vụ kết hôn của hai người chỉ là chú Sa En bị ép. Mặc kệ chú Sa En đưa đơn ly hôn nhiều lần, cô Gian vẫn không chịu ký vì cô theo chủ nghĩa mình ăn không được, thì người khác không được nhảy vào.
Nói rồi cô ra nhào thẳng sang nhà tìm mẹ Nát nói cho ra ngô ra khoai, nói hết chuyện quá khứ giữa hai người cho tới chuyện mẹ Nát nhận nhầm chồng, nói từ toán hình sang toán số. Lúc Nát về tới nhà đã thấy mẹ mình nằm bất tỉnh nhân sự, còn cô gian lên cơn vùng vẫy không khác gì con điên chú Sa En, kéo mãi mới lôi được cô về. Mọi người vội đưa mẹ vào viện, cú Sa En cũng đi theo, Nát không chịu được nữa. Anh muốn chú giải thích cho mình lý do vì sao hồi trước hai người yêu nhau, nhưng lại không đến với nhau. Ông kể rằng trước kia hai người là một cặp, ông cũng đã cầu hôn bà, tình cảm của hai người rất tốt cho tới khi mẹ Un và Gian xuất hiện phá đám hai người. Có một lần Sa En mượn tiền bố Gian để đưa cho mẹ Nát lấy tiền chữa bệnh cho bà nội. Sau lần vay tiền đó, ông phải làm việc nhiều và ít khi gặp nhau hơn, cũng vì thế mà bỏ lỡ dịp ăn mừng sinh nhật với bà. Gian dụ ông tới sớm hơn so với lịch hẹn khách hàng, đúng lúc mẹ Un cố tình đưa mẹ Nát đi tới nhà hàng, nên cố ý thể hiện vài hành động tình cảm khiến mẹ Nát thất vọng nhiều chút. Cô à còn không quên kích điểu Sa En về mối quan hệ giữa hai người, họ làm cho Sa En cũng bị hiểu lầm, cũng vì những lý do đó, mẹ Nát đã từ chối lời cầu hôn, trả nhẫn chính thức đường ai nấy đi. Ông cũng đã cố gắng cầu xin mẹ anh cho mình thêm cơ hội, nhưng khi chuẩn bị đến chỗ hẹn, Gian đã cố ý nhào ra để ngăn ông, khiến ông bị bỏ lỡ cơ hội đó. 3 năm sau đám cưới giữa em trai và người yêu cũ của mình, ông đã kết hôn với Gian. Nghe xong câu chuyện, Nát đưa Đậu Phụ ra cổng để cậu về nhà trước. Đậu Phụ nói cho anh nghe vụ mình chị mẹ vẫn lén bỏ thuốc, nên cậu đã trộn thuốc vào nước ép táo. Có lẽ vì thế nên trí nhớ của bà được khôi phục một nửa, lại thêm chuyện cô Gian cố gắng làm bà nhớ lại nên mới thành ra như thế. Cứ nghĩ Nát sẽ giận nhưng không, anh ôm lấy Đậu Phụ rồi cảm ơn cậu vì đã luôn thay mình chăm sóc mẹ. Ôm chán chê rồi Đậu Phụ mới lên phòng giúp mẹ dọn đồ xuất viện, chị mẹ cũng đã thông não rồi, bà nhận ra mình không nên cứ chìm mãi trong quá khứ, đã đến lúc bà tỉnh lại sau cơn ác mộng. Chị mẹ chưa muốn về vội mà tạt qua chỗ nhà cũ một lát, bà bước vào trong đi hết một vòng ăn mày quá khứ, ôn lại kỷ niệm xưa. Đậu Phụ đến gần ôm lấy bà an ủi rồi hai anh đưa mẹ quay về nhà. Nát hụt hẫng nhiều chút bỏ lên phòng, anh vốn đã không thích bố vì sự nghiêm khắc của ông, giờ lại biết thêm chuyện giữa họ nên cảm thấy mình chỉ là sản phẩm lỗi của bố mẹ. Đậu Phụ mang lên cho anh cốc cà phê, bày đủ trò vốn là để chọc anh vui mà Nát ngày càng quạo thêm, tự dưng nhớ ra vụ đi bộ tốt cho anh cẩu, nên Đậu Phụ kéo Nát ra ngoài đi dạo. Mặt anh nhăn như đít khỉ định quay vào trong nhưng nghe Đậu Phụ nói mình đang béo lên đành cắn răng chịu đựng vận động tiêu mỡ chạy muốn tụt hai hòn giái. Trong lúc đó, Song định hẹn Đậu Phụ ra tập bóng rổ, mà người ta bận chữa lành vết thương cho người yêu, nên cậu chỉ có thể bấm máy alo cho Gen. Nay thanh niên muốn chơi lớn cược một ván với ông chú, nếu chơi thua thì Gen phải làm người yêu cậu. Mới đầu cứ nghĩ chắc cú có người yêu, ai dè Gen ném bừa một quả, đã vào rổ làm Song hụt hẫng. Hôm nay Song đã buồn thì chớ mà còn suýt thất tình, cũng may là được ông chú cho ôm bù lại. Sắp tới là sinh nhật Nát, nên cô nàng Pip vẫn có một niềm tin không lung lay mình sẽ giành được anh về cho mình. Thế là cô vác cái thân 50 cân, nên chạy sang tìm Đậu Phụ hỏi cậu hình dáng con gấu bông, để mua một con y chang làm quà lấy lòng. Đậu Phụ đem chuyện này lên kể cho hội anh em trên phòng, mọi đồ đạc đều không thích điều này, vì sợ Đậu Phụ của họ sẽ bị thay thế nhưng cậu lại cho rằng, không ai thế được mình. Đậu Phụ xuống nhà tìm chị mẹ thì thấy bà đang ở trong kho đang xem lại đồ cũ, nghe bà nói hồi còn nhỏ Nát rất thích cùng bà làm bánh sinh nhật, nhưng lâu rồi không làm nữa, Đậu Phụ nảy ra ý tưởng năm nay sẽ làm bánh tặng anh. Rất nhanh ngày đặc biệt đã đến, Nát xuống nhà chuẩn bị đi làm thì nhận được một siêu bất ngờ. Trong mắt anh là Đậu Phụ sinh trai trong bộ vest bành tỏn cùng bó hoa tươi roi rói, nhưng sự thật nó lại vào trông trượt phát nào. Cũng là Đậu Phụ nhưng là tay cầm cây cọ bồn cầu, Nát có chút hụt hẫng lấy hộp cơm đi làm, chờ anh đi rồi Đậu Phụ mới vào việc, nhờ Song mua tất cả những thứ mình cần rồi cùng chị mẹ làm chuyện lớn. Đầu tiên là đánh trứng, quấy bột rồi bỏ vào khuôn đem nướng thơm tho rồi độ em nó bằng lớp kem mềm mại. Lần Đậu Phụ làm chuyện đó nhưng hơi bị chuyên nghiệp, cậu cứ sợ Nát về sớm nên nhờ Gen giữ chân. Gen còn chả cần động tay vì đã có người làm thay, chú đạo diễn nhận được tín hiệu thả người mới đồng ý để cậu về. Gen chờ anh ở ngoài tặng cho hẳn cái bánh kem nho nhỏ của ít lòng nhiều, Song từ đâu chui ra chọc Gen vài câu, lại còn xích lại gần nhau làm Gen rối bời. Nát về tới nhà thấy tối om làm anh sợ tái mặt, đi vào đến sân, cả khu vườn bắt đầu lên đèn. Bất ngờ còn ở bên trong, chị mẹ và Đậu Phụ đã độ ngôi nhà thật xinh đẹp, mẹ cầm chiếc bánh ra làm Nát đứng hình nhiều giây. Đây là chiếc bánh mà hồi còn nhỏ Nát muốn tự tay trang trí, nhưng bị bố thẳng tay xé bản vẽ vì cho rằng đàn ông con trai không nên làm những thứ này. Sinh nhật những năm sau đó, cậu không còn hứng thú với bánh kem nữa. Chị mẹ cầm chiếc bánh nói với Nát tuy mình đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng với bà Nát không nằm trong số đó, cậu là điều may mắn nhất mà bà có được sau tất cả. Cô nàng Pip vừa mới tới trong tay cầm chú gấu bông y chang Đậu Phụ tặng nó cho Nát, rồi được anh mời vào vườn ngồi chơi xơi nước. Pip đá mắt đuổi khéo Đậu Phụ vào nhà để mình tỏ tình với Nát. Cô đợi ngày này lâu lắm, chỉ là em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Pip chết nhiều chút trong tim cô khóc thút thít ôm lấy anh, kể ra số con bé cũng khổ, tỏ tình ai cũng đều quay vào ô làm em gái. Anh tiễn Pip ra cổng định đưa cô về nhưng Pip từ chối,
Cô nàng gọi bộ hai ghen xong ra gặm nhẫm nỗi buồn cùng mình. Ghen thấy con bé buồn giết cũng quen rồi nên cách an ủi tốt nhất vẫn là lấp đầy dạ dày. Ta quay về chỗ nát, anh đang quay vlog ghi lưu trữ khoảnh khắc thì đậu phụ đi ra. Thời tới cản không kịp, anh nắm lấy tay đậu phụ. Sinh nhật năm nay anh không cần gì cả, anh chỉ cần mỗi mình đậu phụ thôi. Chuyện sau đấy thì anh em biết rồi đấy. Hai người khóa sừ mỏ vào nhau bằng một nụ hôn siêu ngọt ngào. Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đến sáng hai anh đã nằm trọn trên giường trong tư thế trần như nhộng. Mới sáng ra đã sợ con dân đói nên phát vội bát cơm. Hết ở trên giường, hai anh còn kéo nhau vào nhà tắm kỳ cọ bắt cháy cho nhau. Tắm táp thơm tho xong nát mới đi làm. Có mỗi cái chuyện đưa hộp cơm thôi cũng phải sờ tay nhau một cái rồi mới chịu đi. Đậu phụ ở nhà thấy chị mẹ dạo này cứ bị hay quên, nên tâm sự mỏng với hội anh chị em dưới nhà mà tự dưng họ mất tín hiệu. Lên phòng tìm đồ đạc trong phòng ngủ để hỏi thử. Nghe cuốn sổ tay nói trước kia chiếc ghế mà chú Me Un ngồi sau khi ông ấy mất cũng nằm im không tỉnh lại. Đậu phụ sợ sau này mình cũng sẽ không tỉnh lại nên lại càng muốn biết ai là người mua mình tặng cho nát. Thế là cậu hỏi Pip chỗ mua rồi đến đó. Trùng hợp cái quán lại là khúc đầu mình trốn hồi bị nát đuổi theo. Nhưng quán đã đóng cửa. Nghe Pip kể bà chủ quán có hai con gấu bông. Một con bà đã từng bán cho một học sinh trung học từ rất lâu về trước. Đậu phụ ngồi chán đời chờ nát đến đón. Vì chỗ này có kỷ niệm về người cũ nên nát không muốn ở lại lâu, nên kéo đậu phụ ra quán ngồi. Con gấu bông đậu phụ của anh đúng là được mua ở quán này. Lần đó anh cùng Tan đi ngang qua trông thấy, nhưng chưa mua vội vì hai người bận đi xem phim. Ai ngờ từ rạp đi ra bị bố trông thấy. Mới nghĩ đến đây thì nát sững người lại rồi cùng đậu phụ đi về. Được nửa đường thì mẹ gọi mua hạt cho anh cẩu. Đậu phụ cũng kể cho anh nghe về chuyện chị mẹ dạo này hay quên cho anh cẩu ăn ngày chục bữa. Lúc đi về lại gặp bà gian trước cửa quán, cô à liền xách mõm qua cả khịa. Đây không phải lần đầu tiên cô ta nói móc chuyện giới tính của nát. Đậu phụ đứng nghe ngứa hết cái lỗ thính giác, nên sẵn giọng nói ngược lại làm bà gian không cãi được câu nào. Chọc cô à tức xong cậu chạy tới nắm lấy tay nát mà bị từ chối đến đau lòng. Về đến nhà, đậu phụ hỏi anh vì sao lại không được nắm tay nhưng nát không nói gì bỏ vào nhà. Đậu phụ vội đuổi theo giữ anh lại, cậu không hiểu chuyện người khác nhìn vào sẽ nói gì về tình yêu bọ xít của hai đứa. Cậu cũng biết nát sợ bị người khác bàn tán, cũng như mẹ sẽ buồn nên mới làm như thế. Nháy cái trời lại sáng, đậu phụ đem đồ xuống giặt nhưng mà vẫn hơi sợ cái nút nên nát ra giúp. Đấy tính ra là có mỗi chuyện phơi đồ thôi cũng phải gây nhau mới chịu. Chị mẹ từ trên nhà nhìn thấy mà cười không nhịn được. Ở một diễn biến khác, xong chuẩn bị đi ăn với bố thì ông lại có việc đột xuất phải quay về đồn. Cậu biết thừa lại là vụ án của Tan vì cậu ấy là bạn thân của anh trai mình. Cậu chạy vội đến tìm ghen tâm sự tuổi hồng. Từ nhỏ đến lớn xong luôn cảm thấy bố chỉ quan tâm đến anh trai. Anh luôn là sự ưu tiên hàng đầu của ông ấy. Cho tới khi nưng mất, mọi hy vọng của bông cũng sụp đổ hoàn toàn. Ghen đang không biết phải làm sao để an ủi cậu nhóc thì mẹ anh đi tới. Bà nghe phong phanh được tâm sự của xong nên sốc lại tinh thần cho cậu. Bà còn cho xong ôm một cái vì cậu chưa từng được ôm mẹ lần nào cả. Chị mẹ tiễn hai đứa ra đến cổng rồi vào làm việc tiếp. Dù sao hồi sáng cũng đặt bàn rồi nên xong rủ ghen đi ăn cùng mình. Mặt anh làm giá thế thôi chứ trong lòng đang mở tiệc luôn rồi. Quay về chỗ đậu phụ, mọi thứ trong nhà đang chìm vào giấc ngủ. Đậu phụ cũng sợ mình sẽ như họ trước khi tìm ra người đặc biệt của nát. Nhớ tới cái khăn và cuốn sách, cậu xem thử bên trong có manh mối gì không. Đúng lúc nát Tan làm về nhà, may mà tay nhanh cất vội giả vờ như đang dọn dẹp nhà cửa, nên mới không bị ăn mắng. Thấy nát lôi kịch bản ra làm, lại nghĩ tới vụ bộ phim này dựa vào cuộc đời thật của anh, nên đậu phụ giúp anh viết tiếp biết đâu lại tìm được điều gì đó. Tranh thủ lúc tới trường quay, đậu phụ cũng để ý đến từng vai diễn nhiều hơn, cảnh quay nào cậu cũng cố banh mắt ra soi đến từng chi tiết, với niềm tin không lung lay sẽ tìm ra được in tư của người đặc biệt. Lúc đậu phụ lượn lờ chỗ tủ đồ thì bị bà cô giáo chủ nhiệm bắt gặp, và cứ ngữ cậu là nưng nên sợ quá ngất lăn lóc. Đã thế lúc tỉnh lại vẫn thấy đậu phụ nên khóc lấy khóc để vì nghĩ mình gặp ma, mãi cho tới khi sở thấy ra thấy thịt bà mới tin cậu là người bằng xương bằng thịt. Vừa mới kịp moi được từ chỗ bà nát có tình yêu gà bông còn chưa kịp hỏi tên, thì nát đi tới kéo đậu phụ đi không vì muốn cậu nói chuyện cùng bà cô. Sau bao ngày bấm máy cuối cùng cảnh quay chốt phim cũng xong, Sang đang đứng chọc ghen thì quay ra thấy anh bố đến trường quay. Ông xin lỗi cậu vì trước đây đã ít quan tâm đến cậu vì nghĩ rằng đứa con út mình có thể tự chăm sóc, cho mình được giờ ông mới nhận ra mình nghĩ sai về xong. Hai bố con ôm lấy nhau làm lành rồi lại yêu thương nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một ngày mới lại đến bên đời. Nát định rủ đậu phụ đi xem bộ phim của mình vì trailer đã được làm xong, mà đậu phụ từ chối. Cậu chạy sang nhà tìm xong để hỏi cậu ấy về người tên Tan xem liệu rằng có phải đó là người mình đang tìm hay không. Có được một chút in tư của Tan, đậu phụ quay về nhà nghiên cứu mà chẳng tìm thấy thông tin liên lạc gì. Chị mẹ vô tình trông thấy ảnh nên nhận ra anh ấy là người yêu cũ của Nát. Bà đã biết chuyện tình yêu gà bông của cậu và con trai mình, sợ đậu phụ buồn nên an ủi cậu, ai ngờ Nát lại về tới. Anh cứ nghĩ bà đang phản đối nên hơi quạo dứt khoát nói thẳng mình không thể lấy vợ sinh con cho bà như cuộc sống mà bà mong muốn. Anh cũng công khai mình yêu đậu phụ bằng một nụ hôn rồi bỏ ra ngoài.
chị mẹ thì khóc, Nát thì bỏ đi, Đậu Phụ đuổi theo mà anh không hề dừng lại, chạy qua nhà Ghen, nhìn thằng bạn là Ghen hiểu có biến liền. Biết là lần trước Nát chia tay người cũ chỉ vì mẹ phản đối, nhưng mà lần này anh hôn Đậu Phụ để chọc giận bà, thì phải Ghen anh còn đá bay cậu chứ nói gì là đẩy ra. Bố mẹ Ghen đã nấu xong cơm, chuẩn bị cùng hai đứa ăn thì có tiếng chuông cửa. Ừ đấy, chính là Đậu Phụ và Song đến nhà. Ghen nhắc nhẹ cậu chuẩn bị lấy áo xem chiến tranh lạnh đi là vừa. Lời mới nói ra đến hết môi thì có biến ngay. Nát được Đậu Phụ chiều hết nấc mà mặt vẫn quạo nổi đóa lên. Trời đánh còn tránh miếng ăn, chị mẹ của Ghen đành phải lên tiếng giảng hòa hai đứa ăn cho xong bữa rồi tính. Để cảm ơn vì đã đưa Đậu Phụ tới chọc tức mình, Nát bật mí bí mật của Ghen cho Song nghe. Không biết mức độ giật gân như nào chứ nhìn mặt thằng bé tái mét là đủ hiểu. Xong chuyện, Nát cùng Đậu Phụ lên xe, anh cho cậu hiểu thế nào là cảm giác của một trẻ trâu chính hiệu, nẹt bô bốc đầu các thể loại làm Đậu Phụ bị chị Huệ gọi tên mới chịu dừng lại. Mãi tới tận khúc này anh mới chịu mở mồm ra kể chuyện hồi còn nhỏ, lúc đấy Nát là một cậu nhóc yêu màu hồng ghét sự giả dối sống nội tâm, nhưng không hay khóc thầm. Bố Nát không thích điều đó, nên đã đổ hết đồ chơi của anh đi và đổ hết lỗi lên đầu chị mẹ cho rằng, tại bà nên Nát mới có tính cách và sở thích đó. Không ít những lần cậu bị bố quính cho tét mông vì lén đi giày cao gót của mẹ, ông cấm anh viết lách chuyên tâm vào học để sau này cho anh nhập ngũ, cứ thế khoảng cách giữa Nát và bố mẹ ngày càng lớn. Mẹ cũng không dám cãi lại bố nên đã chuyển Nát tới trường cấp 3 mới, nơi có bà cô chủ nhiệm giúp canh chừng anh, cứ nghĩ cuộc sống tươi đẹp đến đây là hết thì Nát gặp được nưng. Chỉ là anh chỉ dám đứng từ xa không dám thổ lộ, còn tình nguyện làm trợ lý của câu lạc bộ chỉ để thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, ở đó anh cũng gặp được Tan nhưng chưa biết anh mới là My Destiny của mình. Cho đến hôm Nát bị đám bạn mất nét bắt nạt và được Tan giải cứu, rồi đến cái lần được Tan cứu khi ở sân. Khi ấy Nát vẫn còn hơi u mê vẻ đẹp của Nưng, mà bị Tan tấn công dồn dập làm con tim rối bời khiến anh nhận ra mình hết mê Nưng, từ khi nào. Dần dần, sự tấn công từ Tan ngày càng lớn, đặc biệt là vào ngày lễ tình nhân, anh đã lấy cuốn sách đổi lấy đóa hoa của Nát và hẹn cậu ra ngoài. Nát đem theo cuốn sách trả lại cho anh vì căn bản Nát không có tình cảm với Tan, mà lại bị anh dụ ăn bánh ngọt uống tà tưa, những thứ mà trước đây Nát chưa từng thử vì bố không cho phép. Cuối cùng Đậu Phụ cũng biết được một chút quá khứ của anh, còn lý do vì sao mẹ lại phản đối chuyện tình bọ xít giữa hai người, và cả lý do khiến Nát và mẹ xích mích lâu, như thế thì tạm thời chưa được anh bật mí. Ta tạm quay về chỗ Ghen xong, chẳng biết cậu nhóc đã đón lấy thông điệp gì từ Nát mà hồn như treo ngược cành cây. Tưới có mỗi lùm rau mà làm cả luống ngập lụt, anh bố nhắc nhẹ xong đó là, luống bắp cải Ghen trồng cho người yêu cũ nên anh chăm kỹ lắm. Song bật mốt làm đúng muốn Ghen cũng phải trồng cho mình một luống, năn nỉ ôi lòi cái bản họng ra Ghen mới chịu gật đầu. Song bắt tay vào việc nhổ hết luống bắp cải để trồng rau mới vì có anh bố ở phía ủng hộ, nên cậu không sợ gì cả. Trồng rau khi ít nghịch thì nhiều nhìn cái mặt Ghen toàn đất là hiểu. Song nghiêm túc hỏi ông chú có phải vì người yêu cũ, nên anh mới không muốn tuyển phi công. Đột nhiên Song hỏi như thế làm Ghen bị rối nhưng anh vẫn không muốn đặt cược ván này, vì khoảng cách tuổi tác giữa họ hơi lớn. Anh bố biết con trai mình là một đứa cứng đầu, nên đã an ủi cậu bằng kinh nghiệm lái máy bay của ông. Anh bố ủng hộ chuyện hai đứa nên truyền động lực để Song cố gắng nhiều hơn. Quay về chỗ Nát, hai đứa về nhà rồi mà Nát vẫn chưa chịu nói chuyện với mẹ. Anh còn cố gẹo gan mẹ bằng cách lôi đồ xuống nhà làm việc, không quên nói to mình đang viết kịch bản đam mỹ. Nói câu nào là mẹ chỉ muốn khóc câu đó. Đậu Phụ thấy mùi không ổn nên kéo bà qua chỗ khác. Nát cũng đâu có chịu thua, gọi Đậu Phụ quay lại pha cà phê cho mình, còn phải tích cực thể hiện tình cảm trước mặt mẹ. Bà đem quả ra thì kêu không đói. Ấy thế mà Đậu Phụ đi ngang qua lại bắt cậu bón cho mình ăn. Đậu Phụ bất lực toàn tập mà chịu chẳng biết phải làm sao. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, cậu lôi Nát ra ngoài xanh chín một trận, hai đứa đấu võ một hồi căng đét, thì ông chú nhong hàng xóm đi ngang qua rủ Đậu Phụ đi uống trà chiều. Nói chuyện với họ tưởng vô bổ nhưng lại hơi bị có ích, Đậu Phụ đã hiểu ra khúc mắc giữa Nát và mẹ nên quay về truyền lại lượng kiến thức mình tiếp thu được cho Nát. Cậu cũng muốn Nát kể nốt chuyện còn lại giữa anh và Tan, hai người bên nhau vui vẻ không quạo nhưng khi về nhà, niềm vui của Nát cứ như bị dập tắt vì bố mẹ cư xử với anh như thể Nát là một đứa lạc loài. Ngược lại, lúc ở bên Tan, anh luôn được là chính mình, được cháy hết nấc với niềm đam mê vết lách, được trải qua những giây phút yên bình của một tình yêu học trò bá cháy bọ chét. Tan cùng cậu đón sinh nhật và đương nhiên là đính kèm nụ hôn đầu siêu ngọt, khi ấy Tan đã nói môi anh mềm như thạch. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu rằng Đậu Phụ có giúp tháo gỡ được xích mích giữa Nát và mẹ, cũng như chuyện tình chim chích bông giữa cậu và Nát sẽ đi về đâu? Hãy cùng chờ đón ở phần sau của bộ phim nhé! Còn bây giờ thì đừng quên tặng chúng mình một like, đăng ký kênh cũng như lắc chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hay ho nào từ tớ nhé. Hẹn gặp lại!